quá khứ trở lại. Chủ tịch Vương, lâu rồi mới gặp. Sơ Hạ, Mạnh Hưởng, con khỏe không? Sau này được hợp tác với người như tổng giám đốc Thẩm đây, quả là vinh hạnh cho tôi. Thẩm thị có rơi vào bế tắc, cháu xin nhờ chú giúp một tay. Thường ngày được chú quan tâm, giúp đỡ, cháu vô cùng biết ơn. Lần này cháu có thể nhờ chú giúp thêm một lần không ạ? Nhưng lần đầu tư này để tập đoàn M làm không phải tốt hơn sao? Khổ sở mà chị ấy phải chịu không phải chúng ta có thể hiểu hết, cho nên chị ấy mới cố chấp muốn trả thù. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Tình Xa Vời, phát sóng 11:35 hàng ngày trên kênh TTV. Lần nào uống say anh cũng nhìn thấy em. Những lời đanh thép. Muốn biết anh còn có chiêu gì nữa đây? Tụ ý và Nhan Lãng, hai chọn một, anh tự lựa chọn. Tụ ý là do một tay tôi gây dựng nên. Những gì tụ ý có hôm nay vốn đều phải thuộc về tôi. Tôi có thể triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường để đổi chủ tịch. Bắt anh lập tức cút khỏi tụ ý. Trần Bân sẽ xử trí ra sao? Hiện tôi đang giữ thứ mà anh cần. Tôi biết là ai đã tông chết Trương Phàm. Mau chóng giải quyết rắc rối đó cho tôi. Câu trả lời sẽ có trong những tập cuối của bộ phim Hoa Lưỡng Sinh, phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Âu Dương, những lời cảnh báo. Tôi bận tâm một chút cũng không. Anh sẽ để cho em phải bận tâm, hãy nhớ điều đó. Em nghĩ là em có thể dễ dàng kết hôn với cái thằng đó hay sao khi anh đứng đây? Những lời tuyên bố trắng trợn. Ba của em sẽ bị vẻ mặt với mọi người. Tất cả dừng lại đi. Gì vậy? Sẽ không có hôn lễ nào ở đây hết. Và nếu có ai đó kết hôn thì người đó phải là Pedro và Martaba mà thôi. Bố mẹ Martaban sẽ giải quyết ra sao? Ông Ahmed, anh không thấy hả? Lúc ba của chú rể chửi rủa. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Tiếng Chuông Ngân Dài, phát sóng 17:30 trên kênh TTV. Bán đồ, anh chạy đi. Ra từ đó đến giờ mày á. Chị mới là người có lỗi. Đón xem những tập cuối phim Sương Khói Đồng Hoang 20:30 các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trên TTV. Thảm sát. Ví dụ đã xong, bộ câu đã về ổ. Truy đuổi. Anh đã bị bắt. Âm mưu tàn độc. Hãy để quá khứ lặp lại. Đón xem Phục Hận 20:30 các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 trên TTV. Hạ Hy đứng trước nguy cơ bị lộ sát cảnh. Sao đâu, sau này đừng nhắc tới nữa. Dù gì cũng là chuyện riêng của mình, mình không muốn bị người ta bàn tán. Em có thể nào chuyển sang bệnh viện khác làm việc được không? Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có một người quen cũng làm ở trong bệnh viện này. Chỉ sợ là sau này sẽ phải thường xuyên tới đây. E là lúc đụng mặt em sẽ khiến cho họ nảy sinh nghi ngờ. Chu Yên, đừng xúc phạm mình mà. Nếu không phải như vậy, tại sao lại giấu nhiệm chuyện quá khứ? Anh ngồi đợi ở bàn Đông Húc phát hiện Nhất Sang là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Mạc Úy. Dù gì em cũng là thiên kim tiểu thư tập đoàn Mạc Úy, có cần phải như vậy không? Nói em biết thật ra em đã sai chuyện gì. Nói em biết, em hoàn toàn có thể thay đổi. Em sẽ vì anh mà thay đổi. Nếu so với anh, những bữa cơm thịnh soạn sẽ hơi đắt tiền với em mà nói không là cái gì hết. Em biết anh yêu chị Nhất San. Em, cô biết tôi yêu Nhất San, sao còn phải làm như vậy? Biết tôi đã có bạn gái rồi, cô không biết liêm sỉ sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi những tập tiếp theo của bộ phim Màu của Nước Mắt, phát sóng 21:40 các ngày trong tuần trên kênh TTV.